Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn chi tiết cách tạo ví của Squid Wallet ha, và kích hoạt ví, và sau đó chúng ta sẽ chuyển coin và rút lên sàn chúng ta sẽ bán ha. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z luôn những cái bước như vậy ha. Nếu mà bạn nào mà chưa có cái tài khoản ở cái ứng dụng là đi bộ á, thì các bạn sẽ bấm vào trong phần đường link mô tả video này để tải về ha. Thì hiện tại một ngày chúng ta đi bộ có thể kiếm được khoảng tầm là vài ngàn đồng ấy, nhưng mà cũng đơn giản thôi. Và nó sẽ còn có thêm là ba cái hộp quà nữa cho các bạn mở hộp quà ha. Thì khi mà chúng ta mở xong ba quà đó thì các bạn cũng kiếm được khoảng tầm từ 3 đến 4 con Squid nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào việc thôi. Lần đầu tiên các bạn muốn kiếm được tiền á và chúng ta muốn rút được tiền đúng không? Thì các bạn cần phải tải cho mình hai cái ứng dụng, đó là Squid Coin và Squid Wallet ha. Hiện tại thì Squid Coin á, đây là một cái app đi bộ ha. Và mình sẽ giới thiệu sơ qua cho những bạn nào mà chưa biết ha. Còn những bạn nào biết rồi thì các bạn sẽ xem cái phần mình nội dung mình ghi theo từng khoảng thời gian, các bạn bấm trong đó thì sẽ nhìn thấy ha. Đây là cái ứng dụng đi bộ nè. App hiện tại thì nó hơi lắc một chút xíu bởi vì là rất là nhiều người truy cập vào trong ví và trong cái ứng dụng đi bộ này ha. Hiện tại thì ở trên ví của mình thì đang có là 2.944 đồng Swiss ha. Và hàng ngày thì khi mà đi bộ á thì mình cũng sẽ nhận được cái đồng Swiss này. Như hôm nay mình mới có đi được 393 bước chân thôi. Và hàng ngày á thì các bạn cũng có thể là mở cái hộp quà ha, mở hộp quà để chúng ta có thể là nhận được thêm cái đồng Squid ha. Hiện tại thì cái phần hộp quà đây nó đang bị ẩn, mình phải tắt đi mở lại vài lần thử xem nó có ổn không ha. Tại vì hôm nay nhiều người truy cập vào trong ví lắm. Đó, bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy ra rõ hơn chút rồi ha. Thì đây, cái phần phía dưới nè ha, nó nói là có ba cái phần hộp quà này, mỗi ngày chúng ta sẽ được quyền mở ba hộp quà này ha. Mình mở ba hộp quà này xem coi hôm nay mình nhận được bao nhiêu. Với cái hộp quà đầu tiên thì mình nhận được là 0.4 con Squid ra. Rồi, cái thứ hai mình thấy nó là 0.9 đấy. Cái thứ hai mình được 0.1 ha, tùy ha. Sẽ có người nhận được nhiều hơn, có người thì nhận được lên đến là 100 con Squid luôn. Tại vì cái này nó cũng là hên xui thôi. Chúng ta mở ba hộp quà này ha, một ngày chỉ có được ba hộp quà thôi. Rồi như vậy thì mình được là 1,5 ha. Hôm nay mình mở hộp quà mình được 1,5 nè. Ngoài ra thì các bạn còn có thể đi bộ ha, nó sẽ có cái chức năng ở đây là cho chúng ta đi bộ, và nó thêm một cái nữa double ha. Nếu mà bạn đi bộ trong vòng 20 phút á, bạn cố gắng đi thật nhiều bước chân á, thì trong vòng 20 phút thì bạn sẽ được đổi ha. Cứ 1.000 bước chân như vậy thì bạn sẽ đổi được đó là một Squid ha. Một ngày thì chúng ta đi 10.000 bước chân thì các bạn sẽ kiếm được 10 Squid. Một Squid hiện tại thì đang có giá là 0.053 ha. Như vậy thì 0.053 này á thì nó khoảng tương đương là hơn 1.000 đồng ha. Một ngày thì các bạn có thể kiếm được hơn 10.000 đồng nếu mà chúng ta cứ đi bộ với lại con Squid này. Rồi, bây giờ thì cái phần mà các bạn quan tâm nhất nè là làm sao để rút được tiền ở con Squid ra ha. Hiện tại thì mình đã tải cái ví là Squid Wallet này về rồi. Và trong ví này thì mình cũng đang có cập nhật cái số dư ha. Cái số dư này thì nó tính trước ngày 13 tháng 9 á, nên là của mình 2.900 mấy, nhưng mà nó chưa có update qua đây đâu. Nó chỉ tính trước ngày 13 tháng 9 thôi, nên mình được là 2.736 đồng Squid ha. Và cái số Squid mà mình được rút đi á, đó là 10% của cái này, thì mình được rút đi là 277 đồng Squid ha. Nhiều bạn đang bị vướng cái chỗ này nè, là các bạn sẽ không có cài đặt được cái ví này. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để cài đặt được cái ví này ha. Trong ví này thì nó sẽ có rất là nhiều thứ để cho các bạn có thể là nghiên cứu thêm. Hiện tại thì mình thấy là có bỏ ra 185 Swiss để chúng ta tham gia trong một cái cuộc thi gì đó. Thì nếu mà chiến thắng thì các bạn sẽ nhận được một cái MacBook Pro ha. Và phía đây thì nó sẽ có thêm là những cái thẻ mua hàng của những cái nhãn hàng lớn, ví dụ như của Adidas nè. Thì chúng ta có thể dùng 70 con Swiss để đổi lấy 10 đô nè. Rồi ở đây thì 380 con Squid thì sẽ tham gia được một cái buổi tiệc dành cho những cấp lãnh đạo ha, được tổ chức vào ngày 3 của tháng 10. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thẻ mua hàng Amazon trị giá là 5 đô nếu mà bạn đổi là 25 con Squid ha. Tính ra Squid có giá trị chứ. Rồi ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng Squid để chúng ta sẽ là thao tác để tạo ra một cái NFT ha.
Thì cái này thì mình chưa chưa biết cách để làm, để nghiên cứu sao ha. Và ở đây thì các bạn còn có thể là mua cái vé để xem World Cup á, xem đá bóng á, thì là 500 Swiss ha. Một vé như vậy là 500 Swiss, nó cũng tương đối, cũng khá là rẻ đúng không? Ở phía dưới này thì chúng ta còn có thêm những cái chức năng để sử dụng cái đồng Swiss này. Ví dụ như là bạn sẽ bỏ ra là 5.000 Swiss đâu, để chúng ta sẽ là kiểu giống như là mua một cái đôi giày á, MST, để xem min để tạo ra cái đồng Swiss ha, theo dạng giống như là chúng ta mua một cái thiết bị để sản xuất ra đồng Swiss này. Rồi ở đây thì còn thêm nữa ha, ở đây thì chúng ta có thể bỏ phiếu ha. Dùng đồng Swiss này có thể bỏ phiếu này, rồi còn những cái chức năng này, hoặc là bạn có thể nâng cấp cái tài khoản của các bạn lên thành cái tài khoản gọi là giống kiểu là chuyên nghiệp hơn, thì nó sẽ có mức phí là 25 đô cho một năm, thì chúng ta cần phải bỏ ra đó là 20.000 ha, 20.000 Swiss. Ở đây mình không biết nó để là 20 Swiss hay là 20.000 Swiss ha. Nếu mà 20.000 thì nó hơi quá nhiều ấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà đăng ký ví này, kích hoạt ví và tải ví về, và chúng ta sử dụng ha, và chuyển coin lên trên sàn để bán ha. Thì chuyển thì mình sẽ chuyển lên trên sàn của KuCoin ha, và mình sẽ bán cái đồng Swiss ở trên đây. Ok, thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng là đi bộ của các bạn lên, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng chữ là Walk into Crypto ha. Đây cái dòng chữ nó thiệt là to đấy. Thì đây là cái nơi để cho chúng ta sẽ thiết lập cái ví của mình ha. Thiết lập ví, chúng ta cần phải thiết lập và kích hoạt ví. Thì các bạn sẽ bấm vào trong cái dòng chữ phía dưới đó như mình ha, bấm vào ha. Thì bây giờ nó sẽ có những cái thông tin, thì các bạn cứ bấm vào net net đi. Chỗ này sẽ nói là nó sẽ đổi token của các bạn sang là đồng Squid, và đây nó sẽ chạy trên cái mạng lưới. Cái phần này quan trọng nè, một Squid sẽ đổi thành một Squid coin. Rồi chúng ta bấm vào net luôn, cái này thì nó sẽ thông tin những cái bước đi bộ, rồi cái này thì net luôn nha. Mấy cái này nó đơn giản nha, chúng ta không cần phải quan tâm nhiều, cứ chọn net hết ha. Rồi có dòng chữ này thì các bạn bấm luôn, và chúng ta sẽ nhìn thấy nó yêu cầu các bạn sẽ điền cái địa chỉ Gmail ha. Chúng ta điền địa chỉ Gmail để nhận một cái thư kích hoạt ví đấy, và trong thư nó sẽ có một cái code ha, các bạn lưu ý ha, phải điền đúng cái địa chỉ email của các bạn đó. Mình điền xong mình bấm tiếp vào hai nơi. Bây giờ thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái code, chỗ này thì chúng ta cần phải vào trong mail để mở và lấy cái code lên nha. Mình mở lấy cái code lên ha. Đây, nếu mà các bạn không biết thì chúng ta sẽ gõ cái dòng là Squid Wallet ha, để nó cho nó xuất hiện cái này, Squid Wallet ha, tìm đến cái dòng giống như thế này đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng code nè. Đây là cái code để cho chúng ta sẽ nhập vào bên cái phần ví đó, 754179 ha. Chúng ta nhập vào trong đây. Cái code này thì chỉ xài một lần thôi. Đó, rồi chúng ta giữ cái này ha. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ tải cái app về. Cái dòng chữ phía dưới ha, mình bấm tải app về và chọn tải luôn ha. Rồi, ở đây thì mình đã tải trước đó rồi, bây giờ mình bấm vào cập nhật thôi. Rồi, bây giờ thì mở lên nha. Tải xong rồi thì mở lên. Xem coi nó sẽ thông báo cái gì. Nó yêu cầu chúng ta login với cái tài khoản Squid coi. Mình bấm vào login luôn và chấp nhận luôn ha. Approve nè, approve login. Rồi, như vậy là ok đấy. Bây giờ thì mình đang được chuyển 379 đồng Swiss này, tại vì đây là một cái tài khoản khác nữa mà mình mượn thôi, để làm cho các bạn xem ha. Rồi bấm vào cái này luôn. Ok luôn. Rồi, open. Mở cái ví lên. Cái này thì cái video mình quay ngày hôm qua, hôm nay thì mình làm hướng dẫn lại thôi. Ok, thì các bạn thấy là cách tạo ví nè và kích hoạt ví thì nó cũng đơn giản thôi đúng không? Nó cũng không khó ha, nó đều có hướng dẫn hết rồi. Và nếu bạn nào mà đang bị lỗi ở cái bước là đăng nhập vào ví á, thì các bạn có thể gửi mail theo cái địa chỉ sau ha, mình sẽ để dưới phần mô tả video này cho các bạn ha. Thì các bạn sẽ gửi mail theo địa chỉ đó và nhờ bên họ hỗ trợ ha. Mình nghĩ rằng họ sẽ hỗ trợ cho những cái tài khoản chân chính ha. Còn những tài khoản mà gian lận hoặc là mua coin trữ ở đâu á thì bị khóa là chuyện bình thường thôi, sẽ có rất nhiều tài khoản bị khóa đấy. Hiện tại thì mình có hai tài khoản á, và cả hai đều bình an vô sự hết, bởi vì là mình không có gian lận, mình cũng không có làm thủ thuật gì hết. Và bây giờ cái các bạn đang quan tâm nhất đó là làm sao để có thể chuyển được cái số Squid này lên trên sàn và bán ha. Tại vì khi mà các bạn vào trong cái nút này thì nó chỉ có chuyển nội bộ với nhau thôi, và nó chưa có chức năng là cho chúng ta trao đổi ở trên sàn ha, nó vẫn còn đang khóa đây. Hiện tại thì khóa thì ở trên app thôi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng một cái ví khác nữa, các bạn biết rằng á, cái đồng Squid này đúng không, nó chạy trên cái nền tảng của Near đúng không, thì như vậy chúng ta có thể sử dụng cái ví của Near để mà chúng ta lấy cái coin này và chúng ta sẽ chuyển lên trên sàn.
Thì bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách để lấy coin chuyển lên sàn luôn ha. Hiện tại thì trên đây thì chúng ta không có làm được, chúng ta chỉ chuyển nội bộ với nhau thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ lợi dụng vào cái chức năng chuyển nội bộ này để mà chúng ta cho nó nhìn thấy được cái số coin đó và sẽ chuyển được lên trên sàn nha. Bây giờ thì trong cái phần mail đó, nó rất là quan trọng. Các bạn ai cũng có được một cái mail để kích hoạt tài khoản hết không? Thì mình sẽ mở lại cái mail ha. Và trong cái mail này đúng không, các bạn nhìn thấy là có một cái code đúng không? Cái code này là code kích hoạt cái phí của bạn ấy khi mà chúng ta mới tải phí về và làm những cái bước như lúc nãy mình hướng dẫn cho bạn á. Thì code này là code đăng nhập ha. Ngoài ra nữa còn thêm một phần nữa ha, là khi mà các bạn bấm vào trong cái phần là login ha, login ha, đó mình bấm vào trong đây ha, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái đường link không đó, squid economy.com ha, recovery nè. Rồi mình thấy là có thêm những cái dòng chữ phía sau và phần trăm 20 rồi đó, đó là 12 chữ bảo mật ha. 12 chữ bảo mật này các bạn tuyệt đối không chia sẻ cho ai, tại vì khi mà chúng ta chia sẻ cho người khác ấy, là họ biết cái khóa cá nhân của các bạn và họ sẽ vào trong ví của bạn và họ sẽ lấy hết tiền của bạn ha. Mình sẽ chỉ cho các bạn lấy cái 12 chữ bảo mật này, thì các bạn nhấn vào trong cái chữ login này ha, login các bạn giữ ha, để cho nó xuất hiện lên cái dòng là sao chép URL, các bạn bấm vào sao chép URL ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán vô trong cái chỗ nào, ví dụ trong Word, Excel hay là gì đó, để làm sao mà nó xuất hiện ra được những cái dòng này. Đây thì các bạn thấy là dán ở trên Zalo đúng không, thì nó sẽ có những cái chữ như thế này. Ở đây mình sẽ che đi hết rồi nên các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Thì chúng ta sẽ xóa đi ha, xóa từ cái dòng chữ đó là Quitlin á. Đây chúng ta sẽ xóa từ đây ha, chúng ta xóa ha, và chừa lại đúng 12 chữ bảo mật này. Rồi trong cái 12 chữ bảo mật này đúng không, thì các bạn thấy là cái khoảng cách giữa chữ này với chữ kia nó được thêm vào bằng cái chữ là phần trăm 20, thì các bạn sẽ xóa đi cái phần trăm 20 này và cho nó một cái khoảng cách ra. Chúng ta xóa đi và cho nó một cái khoảng cách, cho nó một khoảng cách ra. Thì khi mà các bạn làm xong hết rồi á, mỗi chữ sẽ cách nhau một cái khoảng trắng, thì chúng ta được 12 chữ bảo mật đó. Bây giờ thì các bạn bắt đầu là sẽ quay trở lại ha, và chúng ta sẽ sử dụng cái ví của Near Wallet ha. Mình sẽ chỉ cho các bạn để đăng nhập vào trong ví nè. Rồi các bạn vào trong phần Google ha, để tìm kiếm thì các bạn gõ ra cái chữ Near Wallet nè, nó có Near Wallet ha, và gõ ra Near Wallet nè. Rồi chúng ta chọn vào trong cái này ha, đây là cái ví của Near, và cái đồng Squid Coin này thì nó được chạy ở trên cái nền tảng này. Xong ở đây thì các bạn sẽ chọn vào là trong là phần là thêm tài khoản nè, và các bạn kéo xuống phía dưới này, chúng ta sẽ chọn vào trong cái phần là cụm từ khôi phục ha, gồm có 12 chữ bảo mật, các bạn chọn vào trong cái khôi phục tài khoản ha. Và ở đây các bạn sẽ dán 12 chữ bảo mật lúc nãy mà các bạn copy được ấy, chúng ta sẽ dán vào trong đây ha, dán vào ha, và sau đó thì nó sẽ xuất hiện cái ví giống như thế này. Đây nó sẽ xuất hiện ví giống thế này ha, và ở đây thì bạn sẽ nhìn thấy có cái số lượng Near ha, và Near ở đây thì nó để là số 0, nhưng mà trên Switch á thì họ cũng rất là hiểu cho người dùng, là họ đã tặng cho các bạn luôn là 0.05 Near luôn ha. Họ đã gửi cho mình cách đây khoảng 5 tháng ha, và 0.05 Near này á nó sẽ làm phí á, phí để khi mà chúng ta chuyển cái đồng Switch á lên trên sàn á, tại vì khi mà chạy trên mạng lưới của Near á thì cần phải có Near làm phí, và Switch thì họ cũng sẽ chuyển cho các bạn sẵn cái số này luôn để làm phí ha. Mình chưa thấy cái dự án nào mà nó gọi là giống kiểu là nó nghĩ trước cho người dùng ha, và nó sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để chi ra cho 13 triệu ví ha. 13 triệu ví cũng khá là nhiều đấy, mỗi ví mà 0.05 Near thì 13 triệu ví cũng hết mấy triệu đô ha. Rồi ở trên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng là Near ha, và hiện tại thì của mình nó xuất hiện ra cái đồng Switch. Nếu mà các bạn chưa có cái đồng Switch này đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sao ha. Cái này thì nó cần phải thêm một cái thủ thuật ha, tại vì mình cũng mới được người khác chỉ gần đây thôi. Thì chúng ta sẽ mở cái ví là Switch Wallet lên. Rồi ở đây thì bạn sẽ chọn cái chức năng đó là transfer nè, và chúng ta chọn send ha. Đó, ở đây thì bạn sẽ gõ cái username của cái ví khác ha. Ở đây thì bạn có thể chuyển cho bất kỳ một cái ví nào ha, để mà nó xuất hiện ra cái đồng này. Mình thì sẽ chuyển cho cái ví thứ hai của mình. Đó, rồi mình tìm kiếm nè. Đây, bạn thấy là bây giờ nó chấp nhận ha, và bây giờ chúng ta sẽ được chuyển nè. Mình sẽ chuyển đi ha. Mình sẽ chuyển đi đó là mình đang có 277 đúng không? Mình sẽ chuyển đi đó là 7 con ha, để thử thôi. Chuyển đi là 7.63 con. Chuyển đi là 7.63 con Squid ha. Rồi bấm vào continue nè. Rồi, bấm vào kéo cái này để chạy qua ha. Cái giao diện của ví là Switch Wallet nhìn rất là đẹp ha. Cái logo của họ cũng rất là đẹp, nhìn
rất là nam tính ha, màu rất là đẹp luôn. Ok, như vậy là chuyển xong ha, và giờ chúng ta bấm tắt đi. Thì trong ví của mình đang còn là 270 con ha, 270 con. Bây giờ thì mình sẽ mở cái ví ở bên kia ra. Rồi các bạn thấy lúc nãy mình thử chuyển đi là 7.63 đồng Swift á sang một cái tài khoản khác không? Thì bây giờ á mình mở lại trong cái phần ví là New Wallet á, thì nó đã update cái số là 270 đồng Swift của mình ha. Thì nó tương ứng với lại bên đây luôn. Mình đang có 270 ha, và ở đây mình chuyển đi ha, mình chuyển đi cho cái tài khoản Redemplow nè ha, 7.63 đồng Swift. Nhiều khi chúng ta cần phải là một cái thủ thuật này để kích hoạt cái ví lên và nó mới xuất hiện cái số dư ha. Nếu mà bạn chưa thấy nó xuất hiện cái số dư á thì bạn cứ thử làm giống như mình ha. Các bạn không có cần phải chuyển đi nhiều, chỉ cần chuyển đi một con thôi, chuyển đi một con Swift ha, để mà cho nó kích hoạt cái ví nè, giống như mình ở đây ha. Đó, thì bây giờ với cái số 270 Swift này mình sẽ chuyển lên trên sàn ha. Và thằng Nia này nó cũng rất là hào phóng ha, không phải Nia nữa mà là thằng Swift. Nó rất là hào phóng khi mà tặng cho chúng ta luôn là 0.05 Nia ấy. Tại vì lúc mà các bạn mở ví đúng không, thì thằng Swift Wallet này nó sẽ chuyển vào trong ví của bạn. Đây các bạn nhìn thấy là Swift RNC ha, chuyển cho các bạn ha là 0.05 Nia để làm phí. Cái này là chúng ta có phí sẵn rồi, bây giờ chỉ cần là chuyển lên trên sàn thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ vào trong sàn KuCoin nè, mình sẽ chọn sàn KuCoin ha. Giá của nó thì nó cũng đang là, nói chung là giá này cũng được, nhưng mà mình hy vọng là giá này sẽ tốt hơn. Bởi vì mình thấy là một lần mà thằng Swift này nó list một phát là hơn một chục sàn. Bây giờ sàn còn một sàn lớn duy nhất đó là sàn Binance, à thêm một sàn nữa là Coinbase ha. Hai sàn này nếu mà list cái con Swift này nữa thì mình nghĩ là cái giá nó sẽ tốt hơn khá là nhiều. Nên bây giờ thì mình chỉ nạp lên trên sàn thôi, và để đó chờ cái giá tốt. Mình chọn vào trong cái phần nạp nè, mình đang sử dụng sàn KuCoin á. Nếu mà các bạn nào chưa có sàn á thì các bạn sẽ đăng ký theo cái đường link của mình á, để dưới phần mô tả. Đây là sàn KuCoin ha, mình chọn ha, và mình sẽ gõ cái đồng là Swift ha, gõ Swift ha. Đó, như thế này ha, và chúng ta chọn vào. Và ở đây thì bạn sẽ chọn là cái mạng Near ha, đừng có chuyển sang cái mạng của Ethereum ha, tốn phí rất là nhiều. Các bạn chọn Near nè, và đây là địa chỉ nè, rồi chúng ta sao chép địa chỉ này. Đó, sao chép địa chỉ ha, đây là địa chỉ ví đó. Rồi các bạn sẽ chuyển sang đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm gửi ha. Mình chọn gửi nè. Và ở đây thì bạn chọn loại tài sản, mình chọn loại tài sản đó là Swift nè. Ấy, chọn nhầm. Mình chọn là Swift nè. Và ở đây thì mình sẽ chuyển đi đó là một con thử ha. Tại vì mình cũng chưa biết là sàn nó sẽ như thế nào. Chuyển thử một con trước ha. Nếu mà lên KuCoin ok rồi thì mình sẽ chuyển hết, tại vì phí này nó cũng rất là rẻ. Rồi chúng ta gửi đến cái tài khoản ha. Thì ở đây thì mình sẽ nhập cái địa chỉ ví copy được ở bên kia ha. Có cái đuôi là F6C2, F6C2 đúng ví rồi. Còn mình bấm vào tiếp tục này. Rồi mình xác nhận ha, xác nhận cái, chúng ta có thể bấm vào xem thử coi phí bao nhiêu. Phí ước tính của nó là chỉ có 0.03 đô thôi. Vậy thì mình gửi một Swift tốn phí là 0.03 đô ha. Mình bấm xác nhận gửi nè. Đây là mình đã có cái phí Near sẵn. Phí Near này là của cái Swift Wallet nó tặng cho mình ha, rất là hào phóng. 13 triệu ví, như vậy thì nó phải tốn khoảng tầm là 3 triệu đô ha, để mà tặng cho những cái user, những người dùng giống như mình. Rồi bấm vào xác nhận gửi nè. Rồi bây giờ thì chờ ha, chờ nó sẽ lên trên sàn. Mình test sẵn ha. Nếu mà các bạn lần đầu tiên mới gửi thì chúng ta nên làm giống như mình á, đừng gửi một lần hết ha. Nếu nó bị sai sót gì thì chúng ta vẫn còn có coin để mà có thể là làm lại ha, đừng gửi hết một lần ha. Ok, thì nó để lại giao dịch hoàn tất, bạn đã gửi đi một Swift ha, đến địa chỉ này. Đây là đến địa chỉ này. Và nó sẽ xác nhận nạp tiền trong 3 khối ha. Bây giờ thì đợi thôi. Ở đây trong phần nạp tiền xem chưa có gì hết ha. Bây giờ thì mình đợi khoảng tầm là vài phút xem như thế nào ha. Mình nghĩ rằng cái mạng lưới này thì nó chuyển rất là nhanh, phí rẻ đúng không? Đầu tiên là phí rẻ. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ nó sẽ chuyển nhanh hơn so với ETH á. Ok, mình mới vừa nhận được thông báo của sàn KuCoin là mình đã nạp được thành công một Swift vào ha. Và bây giờ chúng ta xem thử coi trong phần tài khoản chính nè. Thì bạn thấy là mình đang có một Swift đâu, mới vừa nạp vào thành công lúc nãy đấy. Rồi chọn vào trong cái phần nạp lại ha, để xem cái lịch sử nè. Chọn vào đây,
Rồi chúng ta xem lịch sử coi là nó đã về trong bao lâu ha. Rất là nhanh. Đây, mình mới vừa rút đi vào lúc là cái này thì chỉ 1 phút thôi. Đây nè, nó đã xác nhận hoàn tất rồi ha. Và như thế này là ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển đi hết là 269 con switch về trên đây luôn. Đây ha. Rồi, bây giờ quay trở lại chuyển tiếp thôi. Đó, sao chép địa chỉ ví nè. Rồi chúng ta bấm vào đây. À, trong ví của mình thì đang có 13.45 đô, 269 con ha. Mình sẽ chọn vào là gửi nè. Đó, rồi kế tiếp thì chọn vào đồng switch. Chọn vào giá trị switch nè. Rồi chúng ta chọn vào số lượng hết luôn ha. Rồi chúng ta bấm vào tiếp tục nè. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhập địa chỉ ví ha. Nhập địa chỉ ví ha. Ở trên sàn của coin nha. Rồi bấm vào tiếp tục này. Rồi bây giờ chúng ta xem chi tiết giao dịch ha. Phí ha. Phí lần này nó còn rẻ hơn so với lần trước nữa ha. Vậy thì mình rút đi là 269 đồng switch. Rồi đợi thôi. Bây giờ thì chuyển lên trên sàn. Và từ sàn thì chúng ta sẽ bán và chúng ta thanh khoản ra ha. Lên sàn thì nó đơn giản rồi. Bây giờ thì chờ ha, 269 quyết nè. Chúng ta có thể xem trên cái phần trình mở rộng của cái giao dịch này bằng cách là bấm vào xem trên Explorer nè. Để chúng ta xem coi cái lịch sử giao dịch của nó ha. À, nó chưa có xuất hiện ở đây. Thôi không sao, nó về được trên ví này là ok rồi ha. Bây giờ đợi ha. À, bây giờ là 14 giờ 14 phút, là 2 giờ 14 phút chiều ha. Mình để xem coi nó sẽ về trong bao lâu. Đang có là một switch rồi. Bây giờ chuyển ha, chuyển lên nè. 269 nữa thành 270. Cái này mình thấy rất là ok nha. Nếu mà các bạn đi bộ đúng không, hàng ngày á, chúng ta đi bộ á, thì chúng ta sử dụng cái app này ha. Cái app này để đi bộ thì mỗi tháng như vậy nó sẽ mở khóa cho bạn ha. Nó sẽ mở khóa trong vòng là 24 tháng. Thì bạn cứ chịu khó đi bộ. Mình thấy cái app này là app gọi như là app đi bộ mà nó nổi tiếng nhất ấy. Và nó có một cái hậu thuẫn phía sau cũng khá là lớn. Rất là nhiều quỹ đầu tư đang đầu tư vào trong đây ha. Và cái chuyện đó lên sàn Binance là cũng sớm muộn thôi. Ok, rất là nhanh đúng không? Mình mới vừa nói xong vài câu thì tiền đã về rồi. Mình đang có là 270 switch ha. Và bây giờ thì chúng ta có thể chọn vào trong phần giao dịch này. Đấy. Và ở đây thì các bạn có thể là bán ha. Chưa bán được. Mình đang có nằm ở bên tài khoản chính nè. Bây giờ mình sẽ chuyển khoản từ tài khoản chính sang tài khoản giao dịch thì mình mới nhận được và mới bán được ha. Chọn tất cả nè, rồi chọn 270. Bây giờ thì mới sang đây mới xuất hiện cái đồng switch để cho chúng ta bán ha. Đây, mình sẽ bán, ví dụ bán ha, bán. Các bạn chọn cái màu xanh phía dưới nè, các bạn sẽ bán ngay á. Chọn màu xanh phía dưới, mình bán đi 50% đi thì mình được là 7 đô ha. Bán 50% ha. Đó, bán 25% ha. Đây, bán 25%, 67 con, lấy được 3.6 rồi nè, bán luôn nè ha. À, nó bắt buộc là phải từ 100 con trở lên ha. Nếu mà dưới 100 con không được. Vậy thì mình sẽ bán đi là 100 con thôi. Không cần phải bán nhiều ha. Để từ từ ha. Để mình bán đi rồi chờ giá tốt mình sẽ mua lại. Rồi bán nè. Nhập mã pin ha. Rồi, đặt lệnh thành công. Và bây giờ thì trong ví của mình đang có 5.4 đô nè. Các bạn thấy là mình mới vừa bán xong ha. Mới vừa bán xong ấy là bán 100 con. Được 5.4 đô á. Thì các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này để chúng ta đi bộ hàng ngày. Và cứ hàng tháng như vậy thì nó bắt đầu sẽ gửi coin ha, vào trung ví cho các bạn. Và các bạn có thể rút ra và bán như giống như mình như thế này ha. Ngoài ra thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình cái ứng dụng là Squid. Để mà bạn bè của mình biết cách đi bộ để kiếm được tiền. Và bạn cũng sẽ kiếm được tiền nữa. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn xong hết rồi ha.